Iran tấn công Iraq vì kế hoạch cung cấp dầu có liên quan đến Israel. Các giới chức của Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đã cho biết là một kế hoạch non trẻ cho phép người Kurd ở Iraq cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu với sự giúp đỡ của Israel là một nguyên nhân đã khiến cho Iran tức giận và ngay lập tức đã tấn công thủ đô Erbil của người Kurd bằng hỏa tiễn đạn đạo trong tháng này. Cuộc tấn công Erbil vào ngày 13 tháng 3 đã làm cho giới chức thẩm quyền tại khu vực chấn động vì sự ác liệt và là cuộc tấn công hiếm hoi đã được Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran là IRGC công nhận đã nhận là trách nhiệm. IRGC cho biết là cuộc tấn công các trung tâm chiến lược của Israel ở Erbil là đòn trả đũa cho cuộc không kích của Israel làm hai thành viên của họ ở Syria bị thiệt mạng. Hầu hết trong số 12 hỏa tiễn đã rơi trúng biệt thự của một thương gia người Kurd có liên quan đến lĩnh vực năng lượng của người Kurdistan tự trị. Người đã dự tính thực hiện một kế hoạch bơm khí đốt của người Kurd sang Thổ Nhĩ Kỳ và châu Âu với sự yểm trợ của Israel thông qua một đường ống mới. Viên chức an ninh của Iraq và Hoa Kỳ cũng cho biết là thương gia người Kurd có biệt thự bị trúng hỏa tiễn của Iran tên là Bas Karim Barzanji đang làm việc để thiết lập đường ống xuất cảng khí đốt sang Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Âu.